Và mình đang cảm thấy là cái chủ đề này đang dần được các giới trẻ cũng như là tất cả mọi người hướng đến, và cũng như là đang tìm hiểu, cũng như là nó sống dậy nhiều hơn. Đối với mình thì cho dù là không phải là ngày nào mình cũng sẽ tiếp xúc với những cái hoạt động văn hóa, nhưng mà ở trong mình luôn luôn cảm thấy rất là tự hào mỗi khi mà mình có thể có cơ hội được xem những cái hoạt động liên quan tới văn hóa. Tại vì kiểu em cũng rất là háo hức khi mà được vào kỳ mới, và kiểu trường đang có tổ chức cái Back to School thì em cũng khá là phấn khởi, và tụi em cũng đã quyết định mặc bộ áo dài truyền thống để tham gia lễ hội Back to School. Mình thấy cũng khá là lạ, tụi thì mặc đồ thì nó cũng thoải mái hơn. Hôm nay mặc đồ truyền thống thì khá là mới. Đối với việc bảo tồn tất cả những cái giá trị vẻ đẹp của ông cha ta để lại, là đó là một công việc mà biết bao nhiêu thế hệ của chúng ta đều phải luôn giữ gìn và tiếp tục lan tỏa những giá trị đó. Và một trong những cách mà mình có thể làm được đó chính là mình cứ tham gia trong những cái sự kiện giống như vậy, tức là những hình ảnh cổ phục, những hình ảnh áo dài hoặc là những trang phục mang giá trị truyền thống, nó sẽ được tiếp cận và được giới thiệu đến đông đảo tất cả quý khán giả cũng như là những giới trẻ. Và bản thân Lập rất là cảm kích vì cái tinh thần trẻ của tất cả các bạn sinh viên đã đầu tư tổ chức ra những cái sự kiện giống như vậy. Hai bộ sưu tập mình muốn mang đến đó là Theo Chân Mây và Đi Đầu Quân. Thì theo ý tưởng thì Theo Chân Mây đó chính là cảm hứng từ những họa tiết lăn tẩm đền đài ở Huế sau chuyến đi Huế năm 2020 của mình. Và còn đối với Đi Đầu Quân thì là mình lấy ý tưởng từ các cô dân quân Việt Nam kháng chiến, và mình rất vui khi được góp sức cho chương trình lần này. Bộ sưu tập lần này của mình
mình được lấy cảm hứng từ bài thơ Tự Tình của nhà thơ Hồ Xuân Hương, thì mình có kết hợp với những cái form dáng nó hơi hiện đại một chút, ví dụ như là áo sơ mi, để tạo nên một cái gì đó kiểu hơi phá cách, để mình muốn nói lên là kiểu cái quy định giữa cũ và mới nó không có bị ràng buộc với nhau, kiểu như vậy. Bộ sưu tập của mình tên là Cúc Ngự Y Văn, được lấy cảm hứng từ hoa cúc và những thủ pháp cách điệu của Triều Nguyễn. Thì mình muốn tái hiện lại những hình tượng hoa cúc bằng những cái cách mà tạo hình ở Triều Nguyễn. Chẳng hạn như là hoa văn hoa cúc trên tất cả các hệ thống mũ miệng Triều Nguyễn, và đặc biệt là nghệ thuật khảm sành xứ Huế, để mình thể hiện, để mình cách điệu lại hình ảnh hoa cúc và mình đưa lên trang phục, và mình sử dụng những form dáng hiện đại để có một cái bộ sưu tập mang tinh thần vừa văn hóa mà vừa mang đậm chất hiện đại của thời trang đương đại. Bộ sưu tập mình tên là Đám Cưới Chuột. Bộ sưu tập lấy từ cảm hứng từ bức tranh Đám Cưới Chuột Đông Hồ. Thì mình lấy từ những gam màu sắc nổi bật và sự yêu thương và hạnh phúc ở trong bộ sưu tập bức tranh mang tới để truyền tải vào bộ sưu tập. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.